Thưa quý vị, vào lúc 11 giờ 20 ngày 27 tháng 10, do mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai, nên hai nhóm thanh niên với hàng chục đối tượng đến thử đất tại tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc xảy ra xô xát đã làm hai người tử vong và bốn người bị thương. Đến sáng ngày 28 tháng 10, lực lượng công an đã tạm giữ một ô tô 16 chỗ tại hiện trường, điều tra truy bắt được 29 đối tượng, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng đã thu giữ hai khẩu súng, 19 viên đạn, một con dấu giả của áp và đã đưa ra quyết định khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Cụ thể vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 27 tháng 10, do mâu thuẫn giữa nhóm Võ Văn Lương, tức Hải Lượng, sinh năm 1987 hộ khẩu thường trú tại ấp 5 xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Chỗ ở hiện nay thuộc khu phố 10, phường Dương Đông. Bùi Minh Trung sinh năm 1976, tức Trung Cà Mau, hộ khẩu thường trú 04, phường 7, thành phố Cà Mau. Chỗ ở hiện nay tại tổ 3 ấp số Mây xã Dương Tơ, với nhóm của Khúc Văn Đoài, sinh năm 1983, ngụ tổ 12 ấp Bến Tràm xã Cửa Dương, liên quan đến tranh chấp đất đai, nên nhóm có hai lượng hơn 50 đối tượng đi trên 8 xe ô tô đến từ đất của Khúc Văn Đoài tại tổ 12 ấp Bến Tràm xã Cửa Dương thành phố Phú Quốc để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc xảy ra xô xát, nhóm của hai lượng có một số đối tượng sử dụng súng chưa rõ đặc điểm, loại súng, rượt đuổi và bắn liên tục vào nhóm người cổ đoài. Hậu quả làm hai người tử vong gồm Phan Trọng Hải sinh năm 1988 và Nguyễn Anh Thư sinh năm 1996 đều ngụ tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương. Bốn người bị thương gồm Lê Hữu Nghĩa sinh năm 1986, ngụ khu phố 4, phường Dương Đông, Huỳnh Văn Linh sinh năm 1993, Lý Quốc Tiến sinh năm 1987 và Dương Việt Hòa sinh năm 1986, đều cư ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương. Sau khi gây án, các đối tượng lên ô tô nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hiện Ban giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Công an thành phố Phú Quốc khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng còn lại.